Kính chào quý vị và các bạn. Tối đêm thứ hai, khối không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống khu vực Bắc Bộ và gây ra mưa cũng như là gió lạnh. Khả năng từ ngày thứ ba thì Bắc Bộ sẽ chuyển rét trên diện rộng với nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 18 độ C. Vùng núi nhiệt độ là từ 12 đến 14 độ C. Riêng với vùng núi cao như tại Sapa, Đồng Văn, Mẫu Sơn thì nhiệt độ sẽ dưới 10 độ C. Tại Quảng Ninh, từ thứ ba cũng sẽ chuyển rét và duy trì cho đến ngày thứ năm, với nhiệt độ ban ngày không vượt quá ngưỡng là 21 độ C. Thấp nhất nhiệt độ chỉ từ 16 đến 17 độ C. Nhất là hai ngày tới thì trời nhiều mây, có lúc còn có mưa sẽ càng làm gia tăng cảm giác rét. Quý vị có dự định trải nghiệm mùa hoa lau ở Bình Liêu thì hãy mặc thật ấm để có thể bảo vệ sức khỏe. Dịp này ở tại Bình Liêu được ví như thiên đường cỏ lau, thu hút rất đông du khách, nhất là khi hoàng hôn buông xuống mang đến một vẻ đẹp rất riêng. Ở Trung Bộ, dự báo mưa lớn sẽ mở rộng lên phía Bắc do không khí lạnh tràn xuống. Hai ngày tới thì mưa sẽ xảy ra ở khu vực từ Hà Tĩnh trở xuống đến Quảng Ngãi. Trong đó thì tại Thừa Thiên Huế có mưa rất to, với lượng mưa là từ 150 đến 250mm, có nơi mưa rất to trên 500mm. Mưa lớn cùng lũ cao sẽ gây ra ngập ở nhiều khu vực vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra thì cần đề phòng với tình trạng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở tại vùng núi. Nằm sâu ở Nam Trung Bộ, ở Ninh Thuận trong cả 3 ngày tới sẽ có mưa xảy ra về chiều tối thứ năm. Còn lại các ngày thì trời sẽ đều có nắng đẹp, nhiệt độ trong khoảng là từ 30 đến 32 độ C. Thời tiết lý tưởng để du khách khám phá tháp Tràm hay còn gọi là tháp Poc Long Garay, được đánh giá là cụm tháp đẹp nhất trong số các di tích tháp cổ còn sót lại tại Việt Nam. Trong khi đó, các điểm du lịch ở Nam Bộ bao gồm thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ nắng nhiều và nóng, nhất là 2 ngày tới thì nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là 34 độ C. Ở lâu ngoài trời trong khoảng từ 12 giờ đến 15 giờ thì quý vị sẽ cảm thấy nóng rát da. Còn lại các khoảng thời gian khác trong ngày thì không khí vẫn dịu mát. Về đêm và sáng thì nhiệt độ trong khoảng là 24 độ C. Cuối bản tin là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.